Hello, xin chào mừng quý anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân đang đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, trang mạng uy tín chuyên bán nhà bán đất khu vực Mỹ Hạnh, Đức Hòa, Long An. Khu vực này thì nó thuộc là cuối Hóc Môn và đầu Long An quý anh chị nhé. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư luôn dồi dào sức khỏe, thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hiện tại thì Biển Xanh đang có mặt trong khu dân cư Cát Tường Phú Nguyên 2 thuộc ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Và cái vị trí của khu dân cư này thì nó cách địa phận xã Xuân Thới Sơn của huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 2,5 km và cách trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành là khoảng 29 km quý anh chị nhé. Hôm nay thì Biển Xanh vẫn tiếp tục là chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị quý nhà đầu tư để mình có thể là ở nhà nghỉ ngơi, và trong những ngày nghỉ này thì mình vẫn đang có cái nhu cầu mà tìm mua bất động sản, tìm nơi an cư lập nghiệp, thì có thể xem qua online, xem qua những cái video mà Biển Xanh cung cấp. Và đây chính là cái vị trí và phía bên ngoài của căn nhà ngày hôm nay Biển Xanh giới thiệu đến quý anh chị, quý nhà đầu tư nhé. Đây là một mẫu nhà chữ A thiết kế kiểu Âu, khá là đẹp mắt. Và căn này thì nó là hướng Nam và nằm ngay cái trục chính của khu dân cư. Đây chính là trục chính con đường cái của khu dân cư Cát Tường Phú Nguyên 2 quý anh chị. Mình chạy thẳng là đi ra ngay cổng chính Cát Tường Phú Nguyên 2 luôn, và đi ra được đường tỉnh lộ 9 và đường tỉnh lộ 824. Còn bên tay phải đây thì chính là cái công viên. Khu dân cư này thì dân sinh ở vô cùng là đông quý anh chị nhé. Nhà cửa mọc lên san sát, đông đúc hết rồi. Phía bên ngoài của căn nhà thì đã được anh chủ rất là cẩn thận, đã làm chuông, rồi cửa trụ cổng thì cũng đính đá hoa cương, cổng sắt, và bên trên thì lợp mái tôn cho chúng ta rất là kín đáo và an toàn. Anh chủ khá là cẩn thận và tỉ mỉ quý anh chị nhé. Đây là mẫu nhà chữ A kiểu Âu, nhà vừa mới xây dựng xong, thiết kế rất là chất và chuẩn, và hướng nó là hướng Nam. Xin mời quý anh chị cùng quý nhà đầu tư mình cùng di chuyển vào phía bên trong để khám phá căn nhà này cùng với Biển Xanh nhé. Phía trước chính là khoảng sân cho chúng ta đậu Honda. Cái khoảng sân này là khoảng hơn 3 mét, và bên trên thì có gắn khung sắt rồi lợp mái tôn, vô cùng là kín đáo và an toàn quý anh chị nhé. Mặt tiền căn nhà phía trước chính là hệ thống cửa kính cường lực 4 cánh. Khi chúng ta mở ra thì cái cửa nhà nó vô cùng là rộng rãi quý anh chị nhé. Và cái khoảng sân phía trước mình để xe Honda cũng rất là rộng và thoáng. Căn nhà này có diện tích đất là 4x16, sổ hồng riêng, và căn này đã hoàn công đầy đủ, nhà vừa mới xây dựng xong. Mời quý anh chị cùng đi vào phía bên trong để chúng ta khám phá tiếp căn nhà này. Nền là lót gạch hoa bóng rất là đẹp quý anh chị. Trên tường thì có dán gạch men và giấy dán tường. Đây. Phía trước thì có gắn rèm cửa chống chói cao cấp cho chúng ta rồi. Rất là đẹp mắt. Bên tay phải thì có một bức tranh Hạ Long phong thủy vô cùng là hữu tình. Phía trên là hệ thống đèn chùm pha lê, tiết kiệm điện tối đa quý anh chị nhé. Trần nhà đổ thật cao ráo thoáng. Diện tích của căn này là 4x16, nằm ngay trục chính của khu dân cư Cát Tường Phú Nguyên 2, ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Nó khá là gần với địa phận xã Xuân Thới Sơn của huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà này thì có giá bán là 2 tỷ 050 triệu, là bao sang tên công chứng, bao hoàn công đầy đủ quý anh chị nhé. Mẫu thiết kế khá là chất, thoáng và đẹp. Trên những cái khung này thì chúng ta có thể mua về thì mình đặt những cái vật dụng tùy ý mình thích, có thể là những cái chậu bông, hay là những cái chậu hoa đá, hay là những cái bình rượu tùy ý của mình. Nhà vừa xây dựng xong, thiết kế phối màu của căn này khá là bắt mắt và hài hòa quý anh chị nhé. Và đây là hệ thống, và đây là cái khu vực nếu quý anh chị mình có thể trưng những cái bình rượu quý hay những con gấu bông. Và bên trong là khu vực của phòng bếp. Hệ thống kệ tủ bếp cũng được gắn sẵn cho mình hết rồi quý anh chị nhé. Có rất là kệ, không gian này thì sẽ giúp cho người phụ nữ có thể là thỏa sức chế biến những món ăn cho gia đình của mình, để có những bữa ăn ngon ấm cúng của gia đình. Bên trên cũng là hệ thống đèn chùm pha lê, tiết kiệm điện tối đa. Mình cùng di chuyển tiếp vào phía bên trong để khám phá quý anh chị nhé. Phía bên trong là khu vực của giếng trời để chúng ta có thể lấy ánh sáng và nguồn gió từ bên ngoài vào. Bên trong là nhà tắm.
WC của anh chị. Nhà tắm cũng được lót gạch men lên cao hơn 2m. Lavabo, vòi sen và bệ toilet cũng gắn cho chúng ta rồi. Những cái nội thất ở trong nhà gắn khá là ok. Trong khu này nước cũng là hoàn toàn nước máy anh chị nhé. Khu dân cư vô cùng là đông đúc. Nơi này thì nó giống như là một thành phố nhỏ vậy đó anh chị. Đây, tủ bếp thì cũng gắn sẵn cho chúng ta hết rồi. Có rất là nhiều ngăn tủ. Và nước thì là nước máy. Quý anh chị mua là chỉ việc dọn vào ở ngay. Điện nước đầy đủ, nhà vừa mới xây dựng xong. Khu vực này thì chúng ta có thể đặt tủ lạnh và một bộ bàn ăn ở cái khu gian bếp này. Mình cùng di chuyển lên trên lầu để khám phá tiếp căn nhà này quý anh chị nhé. Cầu thang là gỗ cam xe. Và hai bên thì có gắn kính cường lực 10 ly cho chúng ta rất là an toàn. Đây, quý anh chị cùng khám phá căn nhà này với biển xanh. Và cầu thang thì cũng được gắn đá, mặt đá hoa cương cho chúng ta. Khoảng cách của các bậc cầu thang theo độ dốc khoảng là 40 phân. Cho nên chúng ta bước lên cũng rất là dễ dàng. Mình cùng lên trên lầu để khám phá tiếp quý anh chị nhé. Trên lầu này thì mình có được là 3 phòng ngủ. Đây, khu vực ngoài này thì nếu mà quý anh chị mình không làm phòng ngủ thì mình có thể là làm phòng thờ quý anh chị nhé. Làm phòng thờ hoặc là phòng họ làm việc của chúng ta, hoặc là khu vực cho con cái của chúng ta học tập. Trên những cửa thì cũng đã có gắn những cái rèm cửa chống chói cao cấp cho chúng ta hết rồi. Và phía bên ngoài là khu vực của ban công. Ra ban công là chúng ta sẽ nhìn xuống đường và ra phía ngoài rất là thoáng. 2 tỷ 050 triệu là bao trọn gói cho chúng ta đó quý anh chị. Phòng ngủ, cửa thì làm cho chúng ta là cửa gỗ, cho những quý anh chị nào yêu thích gỗ quý anh chị nhé. Trên lầu này chúng ta có 2 phòng ngủ và 1 phòng thờ. Toàn bộ cửa ở trên lầu thì là sử dụng là cửa gỗ quý anh chị. Cho những quý anh chị nào mà yêu thích gỗ thì sẽ thích rèm cửa chống chói cao cấp cũng gắn cho chúng ta rồi. Phía bên ngoài này thì chúng ta có một chỗ để phơi đồ. Căn này là hướng nam quý anh chị nhé. Nhà đã có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng và đã hoàn công đầy đủ. Phía bên ngoài này thì trước cửa nhà vệ sinh thì có gắn cho chúng ta là lavabo. Bên trên còn là giếng trời nữa, để chúng ta lấy ánh sáng từ bên ngoài vào cho căn nhà sáng sủa hơn. Và bên trong là WC, nhà tắm, vòi sen và bệ toilet. Sử dụng là loại tốt quý anh chị. Trên tường là cũng dán gạch men cho chúng ta, cao là hơn 2m. Như vậy là trên lầu này chúng ta có được là 2 phòng ngủ, 1 phòng thờ, ban công và WC nhà tắm sử dụng chung quý anh chị nhé. Căn nhà này khá là chất đó quý anh chị. Xây kiên cố vững chắc. Nhà vừa mới xây dựng xong hướng nam và nằm ngay trục chính của khu dân cư Cát Tường Phú Nguyên 2. Quý anh chị và các bạn đang có nhu cầu an cư lập nghiệp hoặc đầu tư sinh lời xem được video này của Biển Xanh thì hãy nhấc máy kết bạn Zalo, Viber, Skype hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi để quý anh chị mình có thể xem đất, xem nhà và an cư lập nghiệp quý anh chị nhé. Bây giờ quý anh chị mình đang được nghỉ ở nhà thì quý anh chị cứ tiếp tục là xem video, xem qua online những cái video mà Biển Xanh cung cấp về bất động sản, về những căn nhà hay những mảnh đất để sau khi mà hết dịch thì chúng ta có thể đi xem và mua ngay. Trong cái mùa này quý anh chị mình mua thì sẽ thường là mua được giá hời, giá rẻ hơn giá thị trường quý anh chị. Biển Xanh xin nhắc lại căn nhà này diện tích là 4x16, sổ hồng riêng đã hoàn công xong. Và căn này là hướng nam, tọa lạc trong khu dân cư Cát Tường Phú Nguyên 2. Nó thuộc là ấp mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Và nó là thuộc cuối Hóc Môn, đầu Long An quý anh chị. Cách địa phận xã Xuân Thới Sơn của huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là chỉ 2,5 km thôi. Khu dân cư vô cùng là đông đúc. Những cái tiện ích xung quanh khu vực này phục vụ đời sống con người như là chợ, trường, bệnh viện, bách hóa xanh, điện máy xanh thì đều đã hiện hữu hết rồi. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh
để theo dõi những clip mới nhất nhé. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.